đưa cái điện thoại qua xí hai đứa cha ánh sáng nghiêng cái điện thoại lại xíu. Đó chị ngồi chơi chờ xí vậy sao nuốt với chị rồi đó. Chị nặng đau lắm, không bao nhiêu tiền hết mà chị làm như đó lỡ sốt lãng phim bọc lên rồi. Chị biết em làm mấy cái ca mà đã đi chữa nơi khác mà bị hoại tử luôn á. Chị mụn với da bình thường thôi mà đi chỗ khác ba lần về cái mặt nhiễm trùng luôn. Mới tới em mà người ta đi cua thài rồi người ta mới tới em mà chị biết đi nặng mụn. Đi trị mụn mà phải cua thài cua ngày rồi mới đi là chị biết người ta khiếp cỡ mô rồi. Chạp em đưa mặt nó ra cho chị xem. Chị vô Facebook em á, Nasa trị mụn cái thằng đó em mới đăng đó. Dạ. Em làm đến 7 giờ chị. Dạ đúng rồi. Ngày thường là chị mắc đi làm đúng không? Thực ra chủ nhật cũng đông, thực ra chủ nhật môn cũng đông hết trơn. Chủ nhật là ngày họ nghỉ. Dạ. Chủ nhật tới thứ bảy là tại nhà đó đó. Thôi, bé Hiển hoài không được, cứ kiếm làm không được kiếm lại. Vì thôi để đó về làm cho. Dạ trời, em chỉ biết ở đây em làm khách mụn lớp mấy tuổi không? 6 tuổi. 6 tuổi qua làm bơ hụt mụn. Dạ. Lớp 4 có mụn là bình thường. Chạp em đưa mặt bán lớp 4 cho chị xây. Thấy còn nặng hơn. Bán đi làm chị. Lớp mấy hả? Bán này 9. Bán này nhỏ hơn con nữa. Con em bên thường. Lớp 4 vô lớp 5 mà chị đúng rồi thà ăn bạn 66 chứ cũng được. Cái trán là cho đứng đứng này xíu loạn sẽ đỡ phát không đứt nằm này nằm là đỡ phát.
cho mẹ nè. Nhắc này con. Sáng làm với chị bạn tới. Cái nào để nhắc với chị bạn tới. Tìm nguyện kỹ mà nhưng mà họ đã tìm mình là nghĩ sao em có cái lượng khách tìm nguyện nó nhiều lắm mà đảm bảo là đây em định quảng cáo mà thợ em không cho em quảng cáo mấy đứa làm nó hay em cho quảng cáo kêu quảng cáo rồi khách tới ai làm đó tụi hắn nói đó kêu hay là mình bóng đứa thợ đó chị tặng cho cái quay này là em quay. Dạ. Chị nói đó đó chị, cái thợ làm khách họ không ưng. Khách họ họ cứ đùng đãi con cũng mệt lắm. Ai cũng muốn thợ làm cho mình đỡ bớt chứ không ạ? Dạ, hai lần rồi. Hai lần chị kinh này tay không đang gướp ghê. Trên mạng em cũng thấy trời cũng có nhiều người làm tay không ngay. Bà lấy đắt lắm. Hồi xưa giá cái trị, giá to hơn trời mà.